xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tứ Ca TV. Hôm nay chúng tôi vừa nghĩ là cách này hay lắm các bạn. Này tôi quyết tâm đi ăn trộm xoài. Trộm xoài các bạn. Trộm xoài. Đấy. Bây giờ anh em tôi bắt đầu đi ăn trộm xoài nhá. Đi ăn theo dõi nhá. Cây xoài. Có ai đâu? Bật nhá. Anh ơi, đây đây đây. Một quả. Hai quả anh ơi. Vừa trộm ba quả. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Chén luôn anh nhỉ. Ừ. Em mặc đồ sẵn rồi. Đây là loại siêu cay anh em ạ. Xoài nha các bạn ạ. Xoài nha. Chén luôn. Từ từ, từ từ, em đi lấy lá chuối phát nhá. Lấy hộ cho, lấy hộ cho. Thế thôi em ơi. Đi vào đây cu. Mày ăn không? Mày cu ăn à? Ăn. Ừ, ăn ăn một canh chứ. Hả? Cái này canh. Ăn không? Ngon đấy. Cho siêu cay vào anh. Đừng hớt siêu cay nha các bạn nhé. Đây. Đây nó gọi là bột ớt. Trời ơi mày. Anh mà ăn nổi. Thành ăn nổi rồi. Ai
chấm đây cô ơi. Chấm đây cơ mà. Ai làm thế? À, mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Wow, ngon thế nhỉ? Ngon nhỉ? Nó giống xoài đi bất trộm, ăn ngon lắm các bạn. Cay quá. Ngon rồi. Cay quá. Xoài em trộm anh nhỉ? Ngọt lít luôn. À đâu, cay. Vừa cay vừa chua. Xoài đây mà. Không. Ừ. Thôi. Ăn. Ồ. Ngon nhỉ? Mày không có hột à? Có. Xoài có hột. Xoài anh xoài xoài đực, xoài em xoài cái. Vừa ăn cơm xong đây là anh em thèm của chua thấy vợ. Thèm của chua á, thấy xoài nhà người ta có điên trộm đái qua này nó quá. Này tối khỏi phải ăn cơm các bạn. Cái quá. Cày quá anh em. Cày quá. Thôi nha. Anh em tôi kết thúc clip đây nhá. Anh em nào thấy video này hay nhớ like và share bằng kia kênh ủng hộ anh em tôi nhá. Nhớ bấm chuông nhớ nhá. Comment ý tưởng bên dưới để anh em thực hiện nhá. Chào anh em nào.